Tin Vatican, Đức Thánh Cha gặp các giám mục Hồng Kông và Ma Sáng thứ Bảy ngày 23 tháng 6 năm 2018, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến ba giám mục Hồng Kông và Ma Cao nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Ba vị là Đức Cha Mikae Dương Minh Trương, 73 tuổi, giám mục Hồng Kông, và Đức Cha Phụ tá Du Hà Chí Thành, dòng Phan Xích đức cha Stefano Lý Bân Xanh giám mục Macau tại Hồng Kông có 600.000 tín hữu Công giáo trong số 7,2 triệu dân cư còn giáo phận Macau có khoảng 30.000 tín hữu Công giáo trực thuộc tòa thánh ba giám mục cũng gặp đức hồng y Petro Parolin quốc vụ khanh tòa thánh trong cuộc nói chuyện với hãng tin Asia News đức cha Dương Minh Chương cho biết về Trung Quốc lập trường của tòa thánh rõ ràng Tòa Thánh không muốn làm ai phẫn nộ, không muốn đi những bước gây thiệt hại cho giáo hội, nhưng đồng thời phải làm một cái gì cho thiện ích của giáo hội và xã hội Trung Quốc. Theo Đức Cha Trương, trong lĩnh vực này cần nhiều kiên nhẫn, vấn đề đối thoại tôn giáo phần nào cũng giống như trong cuộc đối thoại thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Mỹ và Trung Quốc có những vấn đề đồng ý với nhau nhưng bất đồng về vấn đề khác. Do vậy vẫn tiếp tục đối thoại chúng ta cũng vậy, cần tiếp tục đối thoại, các quan hệ ngoại giao không được thiết lập một sáng một chiều. Việc lập quan hệ giữa Tòa Thánh và Mỹ hoặc giữa Tòa Thánh và Anh Quốc đã mất gần 200 năm, tất cả chúng ta phải kiên nhẫn